Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ. Ở tập trước, Thạch Hạo và Trần Thần Nguyệt Thiền đã giao thủ với nhau. Nguyệt Thiền dùng thủ đoạn đánh úp nam chính khiến cậu chật vật. Cứ tưởng rằng tiểu tử này đã xong đời rồi. Vậy nhưng sau khi tiến lại đỉnh thu chiến lợi phẩm, thì Thạch Hạo bất ngờ thoát ra. Điều này làm cho Nguyệt Thiền cũng khó hiểu. Tên tiểu tử này từ khi nào chạy ra khỏi pháp trận vậy? Sao lại có thể làm được? Trong lúc nàng còn đang bất ngờ thì Thạch Hạo đã xông lên đánh phủ đầu, đồng thời không quên giải thích. Bởi vì nàng ta quên mất rằng thứ thần không còn ở chiến trường nữa, cho nên không thể cảm ứng được vị trí của Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức tăng lại cho đối phương một công kích, vậy nhưng Nguyệt Thiền từ chối nhận. Cậu tiếp tục giải đáp thắc mắc cho nàng ta biết, thân hình ban nãy mà nàng ta tận mắt nhìn thấy là chí tôn cốt biến thành hình người mà thôi. Như vậy cậu sẽ có cơ hội để nàng ta khóa chặt mục tiêu công kích sai lầm. Bây giờ pháp trận thần cấp đã vô dụng, chân thân Nguyệt Thiền không còn thủ đoạn nào nữa. Nàng ta vô cùng tức giận, định bụng xuất thủ, vậy nhưng Thạch Hạo đã uy hiếp đừng nên làm bừa. Lời vừa dứt thì vô số đồ án đã xuất hiện bao vây nàng ta. Việc kế tiếp là thu lưới, biến Nguyệt Thiền lại lúc còn trẻ. Chỉ trách thiên phú nàng ta quá mạnh, thành tựu cao, tuổi tác lại nhỏ nên hiệu quả của luân hồi bảo thuật mới dùng tốt tới vậy. Bây giờ nàng ta hoàn toàn thua cuộc, cho nên Thạch Hạo phải dạy dỗ cho nàng ta một trận. Nguyệt Thiền lo lì hoảng sợ bỏ chạy, Thạch Hạo lập tức đuổi theo, hai bên vờn nhau một lúc. Nhờ chút mưu kế nên nàng ta đánh lừa được Thạch Hạo. Vậy nhưng chạy đầu cho tắt nắng, Thạch Hạo lập tức tăng tốc đuổi theo, cánh tay ngừng tụ sức mạnh, buộc cho nàng ta phải lấy cái đỉnh của mình ra chặt đòn thầy. Tuy bảo toàn được tính mạng, vậy nhưng bảo vật được cất giữ trong đỉnh lại bị rớt ra ngoài. Cô thu lấy bảo và rồi tiếp tục truy đuổi. Nguyệt Thiền buộc phải chui vào bên trong chiếc đỉnh để trốn. Hoàng Kim Đỉnh chính là chí bảo thượng cổ. Ngày thường mặc dù có thể mượn dùng sức của nó, vậy nhưng dù sao cũng chỉ là ngủ đồng. Đòn tấn công của Thạch Hạo không làm gì được Hoàng Kim Đỉnh. Nhờ vậy mà chân thân Nguyệt Thiền đã may mắn chạy thoát. Thạch Hạo cũng cảm thấy tiếc vì không giải quyết được cô ta. Chiến thắng này khiến mọi người vô cùng vui mừng. Thạch Hạo nhanh chóng sửa lại trận pháp. Điều này khiến Tần Hạo ngạc nhiên tột cùng. Trải qua trận chiến như vậy nhưng vẫn còn sức gia cố pháp trận, thực sự là cò mình. Chuyện tiếp theo là lấy chiến lợi phẩm ra kiểm kê, lần này thu thập vô cùng tốt. Trong số đó có một chiếc lồng vũ, nó gọi là Ngân Hoàng Vũ, là nguyên thủy Trần Vũ của Ngân Hoàng, còn cháu Thái Cổ Trần Hoàng. Thêm món này nữa thì vật liệu cho ngũ cầm phiến sắp tập hợp đủ rồi. Ngũ cầm phiến trong thời kỳ thượng cổ đã có danh xưng là một trong những pháp khí mạnh nhất. Như vậy xem ra đúng là có hy vọng tạo thành. Kiểm tra những món đồ khác, cầm vào tay một bình ngọc chứa bổ thiên đan của bổ thiên giáo. Chỉ hít một hơi đã chữa khỏi nội thương của cậu từ trận chiến vừa nãy. Nghe nói chỉ cần một hơi thở, ăn nó vào liền có thể tái sinh, tác dụng đúng là kỳ diệu. Những bảo vật ở đây đều chân quý hiếm thấy, chỉ tiếc là không có truyền thừa bảo vật. Cậu gọi thế thân Nguyệt Thiền ra ngoài, dù ban nãy suýt nữa bị chân thần giết, vậy nhưng nàng vẫn quan tâm tới chân thần. Hai người cùng chung nguồn gốc, tình cũ không phải dễ dàng mà buông được. Thạch Hạo nghĩ rằng dù như thế nào thì cả hai cũng là nhất thể đồng tâm, không phần khác biệt. Nguyệt Thiền lại có suy nghĩ khác. Điều mà cậu vừa nói chỉ là đã từng mà thôi, bây giờ thì không thể nào nữa. Theo như chân thần nói thì giết chết thế thân xong rồi lại phục sinh, để lúc đó mọi thứ lại như lúc ban đầu. Nguyệt Thiền thì cho rằng người phục sinh sống lại hoàn toàn không phải nàng nữa. Nàng chứng kiến thế sự, đã từng theo tiếng chuông sớm cải ngộ đại đạo, đã từng chứng kiến nhà nhà đốt đèn, không khí người ở, từng đi qua núi cao sông lớn hùng vĩ. Cũng từng chứng kiến nỗi khổ cầu siêu thoát của vạn loại chúng sinh, tất cả những chứng kiến cảm ngộ đương nhiên sẽ khiến nàng sinh ra tình cảm thuộc về mình, ý nghĩa của mình, có được những chuyện này mới là nàng. Vậy nhưng thứ chủ thần muốn chỉ là những thầy biết và cùng pháp của nàng. Đối với nàng thì những điều vừa kể trên mới là quý giá nhất. Bây giờ suy nghĩ đã bất đồng, lại trải qua chuyện vừa rồi, Nguyệt Thiền không còn quay về bổ thiên giáo được nữa. Thạch Hạo yêu cầu nàng cứ ở bên cạnh cậu, còn chuyện thành thần thì để mẫu thân an tâm mới làm như vậy. Nên nàng phải tiếp tục xả vờ đến cùng. Nguyệt Thiền đồng ý, nàng coi nó là sự hợp tác, hơn nữa sẽ truyền cho cậu tất cả sở học, thậm chí bao gồm bộ thiền thuật. Cậu càng mạnh thì nàng càng an toàn. Đầu tiên là bắt đầu từ chân hoàng thuật, chỉ là nó không được đầy đủ, một thức cuối cùng sớm đã thất truyền, ngay cả chính nàng cũng không tu hành. Vừa nói khuôn mặt Nguyệt Thiền vừa tỏ vẻ ngượng ngùng. Tin tức Nguyệt Thiền tập kích hoàng cung nhanh chóng được truyền khắp thạch cốt, có thạch hoàng tọa trấn, bọn họ chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Thạch Hạo đang tu luyện thì Liễu Thần và Tiểu Tháp quay lại. Tiểu Tháp truy đuổi theo ma nữ và nhiều không bắt được. Điều này làm cho Thạch Hạo cũng không tin lắm. Hắn ta bản lĩnh lớn như vậy, có một người mà cũng không bắt được. Tiểu Tháp cho biết viên thạch châu mà ma nữ dùng là do một cố nhân để lại. Rất lâu trước kia hắn từng có lời hứa không làm hại con cháu của người sở hữu thạch châu. Về phần Liễu Thần, nàng rời khỏi thạch thôn đã lâu, nay cần trở về một chuyến. Còn họ cùng nhau quay về thạch thôn.
Về tới nơi, Liễu Thần liền biến trở lại bản thể. Trước và sau đại kiếp, mọi thứ ở Thạch Thôn vẫn như cũ. Nguyệt Thiền rất bất ngờ, nàng đoán Liễu Thần chính là vị cường giả thần bí sau lưng Thạch Hậu. Thảo nào mới dám một mình chống lại thường tổ truyền thừa. Gặp lại những người quen cũ, Thạch Hạo rất vui, còn họ cũng như vậy. Nguyệt Thiền không ngờ tên tiểu tử này ở bên ngoài hùng hãn. Vậy nhưng sau khi quay về thôn, lại vô cùng hiền lành, thân thiện và được rất nhiều người hoan nghênh. Đột nhiên một cột sáng vọt lên trời, ngay sau đó là sự xuất hiện của hai hùng thú. Con chim này chắc là chủ tước, con khỉ này chính là chú yến. Bọn họ đang chuẩn bị giao thủ với nhau. Video này tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.